Cô A Sung trong vai Ân Hô Quân. Ha Se Ok Jin trong vai Seo Gu Jin. Lee Jong Hui trong vai Do Ki Tit. Lee Ho Kwon trong vai Jang Kang Ho. Oh Dae Hwan trong vai Lee Yong Se. Kim Jong Wook trong vai Seo Hee-un. Kwon Hee-hyo trong vai Park San-man. Hôm nay trời đẹp quá ha. Một ngày đẹp trời. Trưởng ban Joe à, trưởng phòng có đồ gửi cho trưởng ban Joe à? Năng lực của trưởng ban Chu, nếu như chỉ để phục vụ cho tổng giám đốc Su thì đúng thật là lãng phí. Tôi chỉ có lời này muốn nói với cô thôi. Năng lực và nhiệt huyết của trưởng ban Chu, hãy để nó tỏa sáng với người tin tưởng cô đi. Cả ngày chán quá đi rồi, mãi cũng không thấy hết ngày nữa. Còn không chịu gọi điện cho mình nữa. Bây giờ mình không còn là trưởng phòng nên là cắt liên lạc luôn đúng vậy không? Làm cho người ta khó chịu quá đi rồi. Không lẽ vì lúc trước mình là trưởng phòng nên lợi dụng hay sao chứ? Ôi đáng ghét quá. Đến tin nhắn cũng không thèm gửi luôn. Hay là mình nhắn trước ta? Nhưng mà mình là người lớn mà, làm sao mới đúng đây? Mau lớn đi. Giờ này đã tăng làm chưa vậy? Mình đang đợi mà bộ không biết hay sao chứ? Chắc là chơi mình thất nghiệp đây mà. Trưởng phòng đã nghỉ việc để phản đối được cải tổ hả? Trưởng phòng So đã nghỉ việc
Ngày hôm nay tới cả trưởng ban Ho cũng không thấy. Hồi nãy em nghe trong nhà vệ sinh nói là cái phòng khác đang rối tinh lên. Cứ tưởng là có việc làm rồi sẽ ổn định, ai dè vẫn còn bất an. Có gì mà phải bất an? Hôm nay sống thật hạnh phúc là được rồi. Đúng vậy. Không phải hôm nay chúng ta đang sống rất vui vẻ đó sao? Đúng rồi, em đang sống rất hạnh phúc. Ngày mai gặp lại ở công ty nha. Về nhà cẩn thận đó. Ngày mai gặp lại. Đã tan làm chưa vậy? Về tới rồi thì gặp nhau ở công viên nha. Bận thì thôi. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày anh thấy sao? Hơi, đúng là sống không nổi nữa luôn đó. Lười quá đi mất. Nhưng mà nè, không phải là lâu lâu cũng nên nhắn tin báo cáo cho anh một tiếng chứ, vậy không được sao? Sao phải báo cáo? Bây giờ anh có phải trưởng phòng nữa đâu mà. Ờ thì là trưởng phòng tiền nhiệm, cũng có mấy việc từ trước chứ. Dạ, vậy thì để em báo cáo cho anh nghe. Hôm nay em hoàn thành nhiệm vụ chuyển đồ cho trưởng ban Châu rồi. Nhưng mà là thứ gì trong đó thì em không biết. Được rồi, tương lai của Hachina, tương lai của Ưng Hô Quân. Dạ. Thì vậy đó. Trưởng ban Hô công việc vẫn tốt có phải vậy hay không? Công việc không tốt lắm. Việc gì chứ? Thì có cuộc họp liên quan đến cải tổ nhân sự của công ty khá là căng thẳng. Cả ngày chúng em không gặp trưởng ban Hô luôn đó. Không phải là phòng chúng ta không bị ảnh hưởng hay sao chứ? Trưởng phòng từ chức để cho mọi người trong phòng chúng ta không có ai bị ảnh hưởng đúng hay không ạ? Ôi, cũng không phải là vậy đâu. Em nghĩ rằng trưởng phòng vẫn chưa mạnh mẽ lắm đâu. Trưởng phòng đã dũng cảm lựa chọn hy sinh rồi, nhưng mà đó không phải là đối mặt, mà là vì sợ đổ máu cho nên trưởng phòng mới chạy trốn. Em đã suy nghĩ cả ngày nay rồi, em chưa biết như vậy có đúng hay không, nhưng mà em nghĩ rằng trưởng phòng anh phải ở lại công ty cùng đấu tranh với chúng em, như vậy mới gọi là đương đầu và đối diện. Ưng Hô Quân cô ấy đã trưởng thành nhiều rồi, thật sự đã trưởng thành. Trưởng phòng So, có chuyện gì hả? Trưởng ban chưa xong việc ở đó sao? Bên đây căng thẳng lắm, không có tan làm được luôn. Tôi đang ở giữa cuộc chiến đây nè. Trưởng ban trước nay không tham gia chiến đấu mà. Đại đội phó phải ra chiến đấu thay cho đại đội trưởng vắng mặt chạy trốn đây. Tôi đã nghĩ là chỉ cần mình trời đi thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng mà hình như không phải vậy rồi. Dạ, cậu có thông tin cực chuẩn đó nghe. Nhưng mà thông tin mà tôi đang chờ thì lại chưa có tín hiệu gì hết. Thực ra tôi gọi điện để nói tôi đã hối hận nhiều rồi, đáng lẽ nên nghe lời của trưởng ban Hô, không nên cố chấp gì đâu. Xin lỗi chúng gia. Lựa chọn đấu tranh vẫn là đúng đắn nhất có phải không? Vậy cậu có thể hứa hãy quay trở lại khi mà chúng ta kết thúc cuộc chiến này. Chào buổi sáng, trưởng ban Chu. À, có việc gì mà phải tới sớm vậy? À, có việc tôi muốn hoàn thành sớm trong hôm nay. Có vẻ trợ lý Ly lại dồn việc cho cậu Căng Hô rồi. Không phải đâu, là chuyện tôi thích làm mà.
phải đến sớm làm như vậy cũng có thể là vui vẻ hay sao? Vâng, là thật mà. Thật sự được làm việc, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Bởi vì ở văn phòng còn có chỗ cần tới tôi giải quyết, tôi vẫn còn hữu dụng. Trưởng ban không sao chứ? Không sao. Cậu căn hô làm việc tiếp đi. Trưởng ban à? Thật sự được làm việc cùng với một người giỏi giống như trưởng ban Chu là niềm vui lớn nhất của tôi. Để tôi nói lại lần nữa. Dạ. Hôm nay trong cuộc bỏ phiếu phản đối tái cơ cấu phòng nhân sự, bao gồm trợ lý và tất cả những nhân viên trong đội của cậu, không ai được vắng mặt. Lúc bỏ phiếu, cậu và mọi người cần phải hợp sức lại, có biết hay chưa? Dạ em biết rồi. Nhưng mà có cái này em thắc mắc có được không vậy trưởng phòng? Vậy trưởng phòng theo phe nào vậy? Phe nào? Thì mặc dù là em cũng thông minh lắm, nhưng mà em không hiểu là... Sao đây có cái gì mà không hiểu chứ? Trưởng phòng trưởng phòng là nhân viên lâu năm rồi, trời cũng biết đất cũng biết, trước nay là vẫn theo tổng giám đốc so. Sao tự nhiên cái lần bỏ phiếu này lại như vậy chứ? Như vậy không phải là đang cản đường của tổng giám đốc so sao? Ý là làm vậy khác gì tự sát à? Thì bởi dòng chê, nếu hỏi phe nào thì tôi thuộc phe của chính nghĩa đó. Để thế giới tốt hơn, để môi trường công ty trở nên tốt đẹp, tôi cần phải cố gắng thôi. Chính nghĩa, phe chính nghĩa, có hiểu chưa? Dân, cậu cũng là phe chính nghĩa đó. Dân, cố gắng lên, có biết chưa? Dân thưa sếp, đại diện chính nghĩa, tôi sẽ cố gắng hết sức. Trung thành. Chính nghĩa, ok. Tôi nghĩ rằng tình hình hiện tại thì có vẻ dự án mới sẽ phải lùi lại một chút. Giờ này mà nói lùi lại được sao? Tất cả các kế hoạch cũ đều đã bỏ đi, để mà tập trung hết vào trong đây. Tôi cần cô đẩy tiến độ lên cho tôi. Phần này vượt quá khả năng của tôi rồi, xin anh hãy tìm người khác thay thế tôi. Tôi xin lỗi. Sao? Phán đoán của tôi đã sai rồi. Đúng như trưởng phòng sao đánh giá, dự án lần này lợi ích quá thấp, còn rủi ro thì lại quá lớn. Trưởng Văn Châu à, cô bị làm sao vậy? Cô đang muốn rút lui sao?